Khoa xin thân chào cô chú anh chị mình nha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại đường Nhựa, huyện Lộ, Bến Đá. Thì Khoa xin gửi đến cô chú anh chị một cái căn nhà vườn ha, nằm trên mặt tiền Lộ Nhựa, Bến Đá này luôn. Hướng này thì đi thẳng xuống với chợ ấp Tân Phú ha. Cách khoảng 400m là mình tới chợ, tới trường học của ấp Tân Phú. Mặt tiền đường Nhựa trước đất thì rộng khoảng 7m nha cô chú anh chị, rất là rộng luôn ha. Xe hơi 16 chỗ, 7 chỗ. Xe tải cô chú anh chị mình đi tới nhà luôn ha. Thì căn nhà vườn này cũng đã thiết kế khoảng 1 năm rồi ha. Nhà còn rất là mới. Bên trong thì căn nhà mình bằng gỗ dừa. Gỗ dừa xưa ha. Gỗ dừa rất là lớn tuổi luôn, cứng cáp dữ lắm ha. Trước đất mình thì gia chủ họ đã thiết kế một số cái tiểu cảnh. Mình thoạt nhìn vô hàng rào thì mình được một cái cây gốc khế cổ thụ ha. Rất là đẹp luôn nè. Cây cũng đã đâm chồi rất là tươi tốt luôn. Bên trong thì có một số loại cây cảnh, cây kiển và cây ăn trái ha. Thì trước đất thì gia chủ thiết kế một cái hàng rào làm bằng sắt và lót gạch rất là đẹp luôn nè. Mái thì mái vòm của mình là bằng gỗ dừa luôn. Rất là cứng cáp, rất là đẹp luôn ha. Cửa thì đổ bằng hai cây trụ lớn, hai cái cửa cổng đổ trụ lớn. Thì cái chiều rộng của cái khung cửa của mình thì nó ngang khoảng 3m ha. Làm cổng rào kiên cố luôn. Rồi thì mình cùng bước vào bên trong căn nhà nha cô chú anh chị. Cửa thì cửa rào bằng sắt ha. Đây, bước vào thì mình có được một cái hai cái cây gốc nhãn rất là cổ thụ ha. Gỗ này thì nhãn quế, nhãn xuồng gì đó cô chú anh chị. Cũng đang đâm trái nè. Ha. Rồi thì được một vài gốc cây này là cây bông giấy nha cô chú anh chị. Thì trồng rất là đối xứng với nhau ha. Bên đây thì mình có được một gốc seri. Đối diện thì mình có được gốc khế ha. Rồi bước vào khoảng bên trong thì có gốc mận. Bên đây là vú sữa và hai bên thì trồng bông giấy rất là đẹp. Gần tới cái cổng chào mình, gần tới cái nhà của mình thì có được hai gốc mai tứ quý ha. Bên hông mình thì nhà đang có một cái cây sampo rất là trái sai luôn ha. Đây gốc ổi nè cô chú anh chị. Rồi căn nhà của mình bằng gỗ dừa nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nhìn nếu mà dân tinh tế thì mình sẽ thấy dân rất là đen luôn nè. Gỗ dừa rất là già luôn ha, dân đen cọp cũng vậy nè cô chú anh chị. Thì cửa này giáp này thì chủ nhà họ cũng đã tẩm một số loại thuốc cho chống mối mọt rồi, cho nên cái độ bền của mình rất là cao. Bên trong căn nhà thì thiết kế theo kiểu cái nhà này thì bốn gian ha cô chú anh chị. Mình có thể thiết kế lại cái không gian của căn phòng của mình, thì mình có thể ngăn vách làm phòng, làm cửa buồng, hoặc là nhà ăn thì mình ngăn vách ra thôi ha. Thì bên đội thi công một số cái công trình này thì cô chú anh chị mình có thể đăng ký để mà mình làm thêm một số cái gian để ngăn cái căn nhà của mình ra ha. Cửa này cô chú anh chị rất là dân, rất là đen luôn ha. Cửa này toàn bộ là cửa dừa xưa. Cái độ bền của căn nhà này nếu cô chú anh chị mình trải nghiệm theo thời gian thì nó có thể vài chục năm. Lá thì trần thì lập lá xé ha, dân rất là khích luôn nè. Cô chú anh chị mình có thể kèo thì cũng làm bằng dừa hết ha. Toàn bộ căn nhà này mình làm bằng dừa. Thì không gian nhìn ra ngoài thì mình làm bằng kính trường lực ha. Đây, những cái khoảng này mình làm bằng kính cường lực hết. Đây là khoảng không gian phía sau của mình. Từ cái tổng cái diện tích của căn nhà và cái thửa đất của mình là 750m² hết cô chú anh chị. Với cái chiều ngang đó là 15m, chạy sâu đó là 50m. Thì cái căn nhà của mình là bỏ từ cái lộ vô tầm khoảng 10m ha. Thì mình có được căn nhà 4 gian này. Rồi xong rồi cái khoảng không gian phía trong của mình có thể thiết kế thêm tiểu cảnh trồng cây ăn trái này được vô. Hay là mình làm thêm một cái số cái phong cảnh trong đây ha. Thì cái khoảng này thì nó rộng còn khoảng 400m² đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có thể design lại ha. Phía sau mình thì giáp ranh còn rất là nhiều nhà dân luôn nè. Toilet thì nằm phía sau nhà của mình đây ha. Được bố trí là lót gạch toàn bộ luôn. Có lavabo, bồn cầu sẵn hết. Mình vô chị mình chỉ design lại mình ảo thôi ha. Khoảng hông của mình
Thì như lúc đầu Khoa nói, ở đây bên hông mình có một cái cây sabo hay cô chú anh chị, trái rất là sai luôn nè. Đây ha, trái rất là nhiều luôn. Căn nhà còn rất là mới luôn ha cô chú anh chị. Đây khoảng bên hông, Khoa đi giáp dọc cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi Khoa xin đề cập tới cái giá cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Chỉ có 1.350.000.000 đồng thôi. Mình được 750 m². Đất thì sổ hồng riêng sẵn. Căn nhà mình có được 200 m² thổ cư luôn ha. Sổ hồng riêng sẵn cho cô chú anh chị mình luôn. Mua bán chuyển nhượng nhanh gọn luôn ha. Ngoài trước đất, ngoài đường đi vô thì mình trải bằng đá ha. Đường đá này rộng rãi cũng khoảng 2.5 m. Xe ô tô của chú anh chị mình đậu tới chỗ luôn ha. Trên đất mình thì còn giữ lại hai gốc dừa, trái rất là sai luôn nè cô chú anh chị ha. Mấy cái cây này thì cây cảnh thì trồng thì nó cũng đâm trái hết rồi nè. Đây có cây mận ha, toàn là những cái cây gọi là cổ thụ không nè cô chú anh chị, cây lớn không à. Trồng vô thì nội cái giá trị của cái tiền cây cảnh của mình trồng vô thì nó cũng chạy ra khoảng 100 triệu đồng rồi đó. Toàn là cây mua, cây cổ thụ không. Như gốc khế này cô chú chị thấy ha, rất là rõ nét luôn. Hoành này tầm khoảng 100. Rất là rộng luôn, bự luôn nè. Rồi căn nhà của mình nhìn từ vị trí bên ngoài luôn ha. Ngoài nhìn vào mặt tiền trước đất mình thì mặt tiền xe hơi, hướng này mình đi thẳng lên thì lên tới bến đá luôn ha, lên tới ngã ba. Khu vực này nhà nghỉ dưỡng rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị, toàn là đa số là những anh chị Sài Gòn mua để nghỉ dưỡng và làm thiết kế tiểu cảnh để nghỉ dưỡng ha. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm căn nhà này cứ liên hệ bên Khoa, số điện thoại là 0334447430. Khoa có xài Zalo ha. Hoặc quý anh chị gọi thêm 0766450076 để được Khoa tư vấn thêm. Thì cô chú anh chị mình thấy video hữu ích thì cho Khoa xin một nút đăng ký kênh ha, một nút like để Khoa đăng phá ra nhiều cái sản phẩm video mới cô chú anh chị mình có thể tiếp cận được ha. Rồi Khoa xin nhắc lại là căn nhà và thửa đất mình là ngang 15, dài 50, tổng là 750 m². Thì sổ hồng riêng sẵn, nhà có 200 m² thổ cư. Được thiết kế tiểu cảnh sẵn và căn nhà sẵn luôn. Cô chú anh chị mình vô thì xách vali vô là ở ha. Rồi. Quan tâm cứ liên hệ bên Khoa để được Khoa tư vấn thêm ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi.